kết cho câu chuyện tình cảm giữa bạn và họ Mình thấy phần đông nhất trong tổ bài này nha ờ, Không hiểu vì sao và nên năng lượng là Các bạn đang có trục trặc với nhau, ngắt kết nối với nhau uh, Giận hờn nhau Thậm chí là chia tay nhau luôn nha Mình thấy là các bạn đã từng là có mối quan hệ sâu sắc với người này hả? Nhưng mà các bạn hiện tại đang ngắt kết nối với nhau Vì những cái tranh cãi hiểu lầm không đáng có ha mình coi các bạn trong cái mối quan hệ mà tôi sẽ độc hại ở đây cũng có và các bạn đang trong quan hệ trên flame cũng có luôn thành ra là mình cũng nói chung nha nếu như trinh flame mà đang trong trạng thái là mệt mỏi kìm hãm lẫn nhau và trong quan hệ tôi sẽ độc hại cũng như thế thì các bạn còn phải xét lại là các bạn còn phải tách ra tách cái người này ra ở ngắt kết nối đi ha để mà cái hai bạn còn có thời gian riêng cho nhau để mình tự quay về bên, bên trong mình làm những công việc của bản thân mình hơn là sáp vào nhau rồi bị ảnh hưởng như thế này mất thời gian mà mệt mỏi thêm ha và thậm chí là các quan các bạn trong cái quan hệ tôi sẽ độc hại á có những dấu hiệu không có tốt ha vừa người này cái sự hơi bị đem mặt nạ với bạn nữa có gì đó hơi hơi bị dối lòng ở đây nha ừ? và các bạn luôn phụ thuộc vào người này các bạn luôn ngóng chờ cái tin tức từ người này luôn ngóng chờ tin nhắn mỗi ngày luôn ngóng kiểu như là kiểu như là chờ đợi rất nhiều thì vũ trụ thấy hoàn cảnh của các bạn là nếu bạn quá chờ đợi quá trong móng quá trong trong đợi và họ thì cái năng lượng thiếu của trong người bạn tỏa ra nha thì bạn sẽ vô tình hút cái thiếu nha mày kiểu như là người ta thường có cầu tham quá thì tham á tham ở đây không phải là tham gì mà kiểu là bạn quá mong mong ngóng này nhưng mà họ không có đáp lại cho bạn thì chính cái sự không đáp lại đó mà vô tình bạn thu hút những cái nhiều cái điều gì đó nó thiếu sót nha và họ càng lúc càng xa bạn nhiều hơn ha bình thường thôi nha và cả hai bạn có những cái tổn thương trong quá khứ không phải được chữa lành ở đây từ cả hai phía luôn từ cái người đó và từ các bạn luôn à, cái chữa lành vết thương trong tình cảm của gia đình đẻ của mình hả từ bố người mẹ hoặc anh chị em trong gia đình nha bị tổn thương là bị bị đối xử kiểu như là không có yêu thương mình trọn vẹn hoặc là bị chia tách mỗi người một nơi ví dụ như thế ha mình thấy sắp đến với các bạn sẽ sẽ gặp một bạn sau may, về sau này sau may này vì bạn mà làm tất cả. Còn hiện tại mình thấy là họ cũng chưa vì bạn đâu, họ đang trong cái quy trình quy trình, quy trình chữa lành bản thân mình rồi, nha. thành ra bạn cứ cố tập trung bản thân mình để tốt lên nha. và mình sẽ sắp đến, à, nếu như bạn tập trung bản thân mình quá ok, quá hoàn hảo thì vũ trụ sẽ một lần nữa cho các bạn quay trở về bên với nhau. Nếu như các bạn nằm trong hệ trình lem còn nếu như độc hại toxic thì tự nhiên khí ra các bạn tập luôn để mà ngắt kết nối để mà những người xứng đáng hơn sẽ gặp gỡ các bạn và yêu bạn.